Chào mừng các bạn trở lại kênh Chung MK của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt ải 3 thử thách giới hạn thảm họa đen tối để nhận tướng vây phù thủy bằng tiếng free. Các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm video tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.